cập nhật cuộc bầu cử Mỹ mới nhất 2024. Một phụ Mỹ bị cướp chĩa súng khi ông Biden vận động tranh cử ở California. Ông Biden đưa rắc rối pháp lý của ông Trump vào quảng cáo tranh cử. Ông Trump nói mình là ứng viên tốt nhất để phát triển kinh tế của Mỹ. Tổng thống Biden mở đường cho hàng trăm ngàn người nhập cư trái phép nhập tịch. Giáo sư Joseph Syracuse nói Trump sẽ không phải ngồi bất kỳ ngày nào trong tù. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, nhân viên mật vụ Mỹ bị chĩa súng cướp tại quận Cam, trong khi Tổng thống Joe Biden đến vận động gây quỹ tại California. Tờ New York Post vào ngày 18 tháng 6 dẫn thông tin của cảnh sát địa phương cho hay một nhân viên mật vụ Mỹ bị chĩa súng cướp khi Tổng thống Joe Biden đang ở Los Angeles để vận động gây quỹ. Sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 6 tại khu dân cư Dustyfield 1 ở quận Cam vào khoảng 21 giờ 30 phút theo giờ địa phương, theo thông cáo của Sở Cảnh sát Dustin. Nhân viên mật vụ ẩn danh này đã nổ súng về phía những tên cướp có vũ trang sau khi bị lấy một chiếc túi. Phát ngôn viên Anthony Guglielmi của lực lượng mật vụ Mỹ xác nhận một thành viên là nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang ở Dustin khi đang đi làm về. Nhân viên trên đã sử dụng vũ khí trong vụ việc nhưng không rõ những kẻ tấn công có bị trúng đạn hay không. Rất may mắn là nhân viên đó không bị thương gì, theo ông Guglielmi. Sở cảnh sát Dustin cho biết, một số đồ đạc của nhân viên mật vụ trên đã được tìm thấy sau vụ việc. Nhà chức trách vẫn chưa xác định được nghi phạm nào và đang tìm kiếm chiếc SUV Infiniti FX35 màu bạc đời 2004-2006, được phát hiện rời khỏi hiện trường của vụ án. Ông Biden đưa rắc rối pháp lý của ông Trump vào quảng cáo tranh cử. Chiến dịch của Tổng thống Biden tung quảng cáo trên truyền hình về rắc rối pháp lý của đối thủ Trump đánh dấu lần đầu tiên làm việc này. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 17 tháng 6 thông báo đoạn quảng cáo vận động tranh cử có tựa đề Nhân cách là điều quan trọng là một phần trong gói quảng cáo trị giá 50 triệu USD mà đội ngũ của ông Biden mua trong tháng này. Nó sẽ được phát sóng trên truyền hình và TV có kết nối Internet tại các tiểu bang chiến trường, cũng như trên các quốc gia. Đoạn video kéo dài 30 giây bắt đầu bằng bức ảnh đen trắng chụp khoảnh khắc ứng viên Cộng hòa Donald Trump bước vào tòa án quận Manhattan tại New York, nơi ông hôm 30 tháng 5 bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Đoạn sau của video đề cập các rắc rối pháp lý khác của ông Trump trước khi chuyển sang liệt kê các thành tựu đạt được dưới thời chính quyền Tổng thống Biden nhằm khắc họa sự tương phản giữa hai ứng viên này. Đây là lần đầu tiên chiến dịch của ông Biden dùng rắc rối pháp lý của đối thủ để quảng cáo tranh cử trên truyền hình. Bình luận trong video cho biết, trong phòng xử án, chúng ta đã nhìn thấy con người thật của Donald Trump, trong khi đó Joe Biden đang nỗ lực để giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, cũng như khiến các tập đoàn lớn phải trả thuế một cách công bằng. Bình luận trong video nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử giữa một người phạm tội, chỉ biết đến mình và vị Tổng thống đang đấu tranh cho gia đình của bạn. Tổng thống Biden và đội ngũ của mình trong một thời gian dài từng không sử dụng các rắc rối pháp lý của ông Trump để tấn công đối thủ, song điều này đã thay đổi sau khi ứng viên Cộng hòa bị bồi thẩm đoàn ở New York kết tội. Chiến dịch của ông Biden dùng phán quyết này để lập luận rằng ông Trump không đủ tư cách ngồi vào vị trí người đứng đầu tại Bạch Ốc. Họ cũng liên tục gọi cựu Tổng thống Mỹ là người phạm tội trong các tuyên bố tiếp đó. Đoạn quảng cáo tranh cử mới của Tổng thống Biden được công bố hơn một tuần trước khi hai ứng viên tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên do đài CNN tổ chức. Ông Biden và ông Trump vào hôm 15 tháng 6 đã nhất trí các quy tắc cho cuộc tranh luận, bao gồm trường quay không có khán giả và toàn bộ micro sẽ bị ngắt trong suốt sự kiện, trừ chiếc của ứng cử viên đến lượt phát biểu. Michael Tyler, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Biden nói,
ông Trump sẽ tham dự cuộc tranh luận với tư cách là người phạm tội và sẽ tiếp tục chứng minh rằng bản thân sẵn sàng làm bất cứ điều gì và gây hại cho bất kỳ ai, miễn là điều đó mang lại quyền lực và sự trả thù cho ông ấy. Trong khi đó, Caroline Leavitt, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, cáo buộc chính quyền ông Biden đang vũ khí hóa hệ thống tư pháp để chống lại cựu Tổng thống Mỹ, thêm rằng sự đối lập giữa hai ứng viên sẽ được thể hiện rõ trên bục tranh luận. Ông Trump nói mình là ứng viên tốt nhất để phát triển kinh tế Mỹ. Vận động tranh cử tại tiểu bang Wisconsin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh về các vấn đề kinh tế nếu ông tái đắc cử. Phát biểu tại thành phố Racine, Wisconsin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách thuyết phục cử tri rằng ông là ứng viên tốt nhất với nền kinh tế Mỹ, đồng thời cam kết sẽ thu hồi chính sách do Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó liên quan đến người nhập cư. Các phát biểu của ông Trump tập trung vào tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao, vốn là các vấn đề gây ảnh hưởng tên tuổi ông Biden, nhất là tại các tiểu bang chiến địa như Wisconsin. Ông phát biểu trước đám đông bên bờ hồ Michigan rằng, không ai có thể mua được nhà nữa, giấc mơ Mỹ đã chết, lãi suất cao ngất ngưỡng. Bên cạnh đó, ông tuyên bố sẽ đảo ngược chương trình do Tổng thống Biden công bố về việc mở đường cấp thẻ xanh cho hàng trăm ngàn người là vợ chồng của công dân Mỹ hiện cư trú không giấy tờ tại nước này. Ông nhấn mạnh, khi tôi tái đắc cử, kế hoạch ân xá của ông Joe Biden sẽ bị xé nát và vứt bỏ. Racine là thành phố có nhiều công dân. Ông Trump từng đến đây vào năm 2018, dự lễ động thổ dự án được kỳ vọng là khoản đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ từ tập đoàn công nghệ Đài Loan Foxconn. Trong nhiệm kỳ từ năm 2017 đến 2021, ông Trump đã giới thiệu cơ sở được thiết kế để sản xuất TV như một ví dụ về các cách mà chính sách nước Mỹ trên hết của mình hoạt động. Tuy nhiên, trong khi Foxconn ban đầu dự báo sẽ có 13.000 việc làm mới tại nhà máy, thì hiện công ty dự kiến chỉ tạo khoảng 1.500 việc làm. Ông Trump không đề cập đến Foxconn trong cuộc vận động vào hôm 18 tháng 6. Tháng trước, Tổng thống Biden đến Racine và nhấn mạnh việc xây dựng trung tâm dữ liệu 3,3 tỷ đô la Mỹ của Microsoft tại một địa điểm nơi Foxconn trước đó định xây một phần khuôn viên nhà máy. Hạt Racine được xem là một trong những hạt chiến địa hàng đầu tại bang chiến địa Wisconsin. Ông Trump giành thắng lợi tại đây vào năm 2016 và 2020 với 4% vượt trội. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama thắng lợi sát sao tại đây vào năm 2008 và 2012. Tổng thống Biden mở đường cho hàng trăm ngàn người nhập cư trái phép nhập tịch. Theo chính sách mới, khoảng 500.000 người không có giấy tờ hợp pháp đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm tính đến ngày 17 tháng 6 sẽ không bị trục xuất và được mở đường trở thành công dân Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 18 tháng 6 đã công bố các biện pháp bảo vệ mới dành cho hàng trăm ngàn người nhập cư sống bất hợp pháp ở Mỹ trong nhiều năm nhưng đã kết hôn với công dân Mỹ. Trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc và Bộ An ninh Nội địa DHS cho biết, theo chính sách mới, khoảng 500.000 người không có giấy tờ hợp pháp đã sống ở Mỹ. Ít nhất 10 năm, tính đến ngày 17 tháng 6, sẽ không bị trục xuất và được mở đường trở thành công dân cũng như có thể làm việc hợp pháp tại Mỹ. Khoảng 50.000 người dưới 21 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ cũng sẽ đủ điều kiện để áp dụng chính sách này. Tuyên bố nêu rõ, những hành động này sẽ thúc đẩy sự đoàn kết gia đình và củng cố nền kinh tế của chúng ta. Đây là một trong những chính sách mạnh mẽ nhất của ông chủ thứ 46 của Tòa Bạch Ốc nhằm bảo vệ người nhập cư trong hơn một thập kỷ qua, đánh dấu 12 năm triển khai chương trình bảo vệ những người di cư đến Mỹ từ khi còn nhỏ khỏi bị trục xuất. Giáo sư Joseph Siracusa nói, Trump sẽ không phải ngồi bất kỳ ngày nào trong tù. Giáo sư Joseph Siracusa, chuyên gia về quan hệ quốc tế hàng đầu thế giới, chia sẻ quan điểm về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết tội hình sự và các động lực chính trị đằng sau diễn biến này.
giáo sư Joseph Siracusa là một học giả người Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, đã viết hơn 50 cuốn sách và đào tạo hàng ngàn sinh viên. Ông hiện là trưởng khoa tương lai toàn cầu tại Đại học Curtin Bush của Úc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị kết án hình sự vào đêm 31 tháng 5. Có lẽ nhiều khán giả sẽ quan tâm đến bối cảnh của vụ việc và chính xác là điều gì đã xảy ra trong vụ án này. Liệu ông có thể giải thích thêm không? Cựu Tổng thống Trump bị kết án với 34 tội danh hình sự. Bên nguyên đơn cáo buộc, ông đã che giấu khoản tiền 130.000 USD trả cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và khoản tiền này đã được dùng để hối lộ Daniels trong việc giữ bí mật rằng Trump đã có quan hệ với nữ diễn viên này vào năm 2006. Vì vậy, vào sáng 31 tháng 5, bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng ông Trump đã phạm toàn bộ 34 tội danh. Nếu phải khẳng định, tôi không nghĩ quá nhiều về tính chất và sự hợp pháp của phiên tòa này. Tôi không nghĩ rằng công tố viên đã chứng minh được rằng Trump đã vi phạm luật New York. Theo tôi, ông Trump sẽ thắng trong quá trình kháng cáo. Tại tòa án Mỹ, bạn phải chứng minh vượt qua những nghi ngờ hợp lý. Trong phiên tòa xét xử Trump, tiểu bang New York đã không chứng minh được vụ việc. Các cáo buộc liên quan đến việc che giấu một khoản thanh toán, một hành vi phạm tội nhỏ đã trở thành trọng tội dựa trên cách giải thích luật mới. Tất cả 34 tội danh họ cáo buộc Trump có thể giảm xuống còn một hoặc hai tội danh. Họ đã làm cho Trump phạm nhiều tội danh như vậy nhằm giăng bẫy và hy vọng rằng Trump sẽ không có lối thoát. Và tôi sẽ nói với bạn điều này, nếu phía Trump thực sự muốn che giấu khoản tiền này, họ sẽ không bao giờ yêu cầu Michael Cohen làm điều đó bởi vì bạn biết đó, Cohen là một chuyên gia nói dối. Ông ta đã nói dối với tất cả mọi người để tránh bị vào tù và ông ta đã nói dối với mục đích ép Trump vào tù. Và đương nhiên bây giờ Cohen được coi là người tốt trong mắt đảng Dân Chủ. Khán giả của Trump sẽ không quan tâm Stormy Daniels là ai, hay là Trump đã làm gì cách đây gần 20 năm. Họ quan tâm đến việc quản lý tốt, chính phủ tốt. Họ quan tâm đến biên giới, lạm phát, giá cả hàng hóa và những thứ tương tự. Và bây giờ Donald Trump sẽ được coi là một tội phạm. Và theo dự kiến thì ông sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7, chỉ vài ngày trước Đại hội Quốc gia của Đảng Cộng Hòa. Khi được hỏi ông nghĩ thời điểm kết tội có thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng và kết quả của bản án như thế nào, ý kiến của công chúng đóng vai trò gì ở đây? Cựu Tổng thống Trump sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7 và thời điểm đó rất quan trọng, ngay trước đại hội đề cử ứng viên của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Thẩm phán Merchant có một vài lựa chọn. Tôi không nghĩ ông ấy muốn đưa Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào tù. Đó không phải là một ý tưởng hay. Một số cựu công tố viên nói rằng Trump có thể nhận án tù 2 tháng cộng với thời gian làm công ích. Có 8 cấp độ tội phạm ở New York và đây là cấp độ 8, một tội nhẹ. Và Trump không có tiền án tiền sự. Vì vậy tất nhiên Trump sẽ tranh luận rằng ông ấy đang ở giữa một cuộc bầu cử. Kể từ khi mà cựu Tổng thống Trump bị kết án hình sự, các khoản quyên góp chính trị cho đảng của ông ấy đã tăng lên và sự ủng hộ trong nhóm cử tri độc lập không theo phe Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng đã tăng lên. Điều này là phản tác dụng với những mong muốn của phe Dân Chủ. Toàn bộ phiên tòa được thiết kế để phá hoại chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump, nhưng nó lại không hiệu quả. Vì vậy, thẩm phán đang phải đối mặt với tình huống khó khăn. Tôi nghĩ Trump sẽ không phải dành bất kỳ một ngày nào trong tù. Theo ông thì việc kết án này có thể ảnh hưởng như thế nào đến niềm tin của công chúng và các thể chế chính trị và quy trình pháp lý của Mỹ hay không? Nếu người Mỹ sẽ mất niềm tin vào tính công bằng của nền tư pháp Mỹ sau vụ Trump hay không? Trong 20 năm qua, Pew Research cho thấy 80% người Mỹ không còn tin rằng Washington sẽ làm điều đúng đắn. Thử nghiệm này sẽ không khôi phục lại niềm tin. Mặt khác, phố Wall và các bộ phận khác của nền kinh tế Mỹ gần như đang làm việc riêng của mình. Ở Mỹ giờ đây chúng ta coi những gì xảy ra ở Tòa Bạch Ốc giống như một vở kịch nhiều tập. Mọi người có thể có xu hướng bỏ qua chiêu trò của Tòa Bạch Ốc vì phần còn lại của chính phủ đang hoạt động khá tốt. Vì vậy, với việc kết quả của phiên tòa này, tôi tin rằng họ sẽ không làm gì khác ngoài việc làm tổn hại thêm niềm tin của người Mỹ. Theo ông, quyết định kết tội hình sự Trump sẽ có tác động gì đối với toàn bộ hệ thống chính trị Mỹ nói chung và ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới?
Tôi tin rằng phiên tòa và bản án sẽ đảm bảo khả năng Trump tái đắc cử với tư cách là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Đủ người biết rằng ông ấy đã bị bức hại trong trường hợp này và tôi nghĩ Trump sẽ thu phục được nhiều người hơn nữa. Đảng Dân Chủ vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng những gì họ đang làm sẽ gây ra hậu quả không lường trước được. Đối với họ, sứ mệnh duy nhất của họ để loại bỏ Donald Trump. Nhưng bây giờ, không những họ đã không thể làm vậy, mà Trump rất có thể sẽ tái đắc cử. Họ đã thử mọi cách để ngăn chặn ông ấy, nhưng Trump vẫn sống sót sau mọi cuộc tấn công của phe Dân Chủ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.